Trời Phật bảo hộ, vận số phú quý, tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, nam mạng, cực may, cực đỗ, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, đổi đời đại gia, mua nhà, mua đất, mua xe trong năm Giáp Thìn 2024. Mình được tử vi hoan hỷ chào đón quý tín chủ tuổi Nhâm Tý đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Mến chúc quý tín chủ luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong năm Giáp Thìn 2024, các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã tiết lộ rằng quý tín chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, nam mạng, có vận trình cực kỳ là may mắn trong năm Giáp Thìn tới đây. Được trời Phật thương tình, các tinh cao chiếu mà ăn nên làm ra, vận số cực may, cực đỏ, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, muốn tiền có tiền, muốn danh có danh, tài sản không ngừng tăng lên như vũ bão, trả sạch nợ nần, đổi đời giàu sang, tiền vàng nhét chật khép. Vậy vận trình của quý tín chủ tuổi Nhâm Tý, nam mạng trong năm Giáp Thìn 2024 diễn ra như thế nào? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để nắm bắt được vận may cực đỏ này? Thì ngay sau đây xin mời quý tín chủ tuổi Nhâm Tý cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết. Vâng, kính thưa quý vị, để biết được vận trình của mình trong năm, ta cần xét trên các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, hướng xuất hành, tuổi xông đất và tử vi từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Đầu tiên, tử vi năm 2024 cho quý anh tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý anh tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, là 53 tuổi âm lịch và 52 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi, tứ trụ. Xét về thiên can. Thiên can của tuổi Nhâm thuộc hành thủy, gặp thiên can giáp thuộc hành mộc là bình hòa. Năm 2024 đối với người tuổi này, chủ về kinh doanh làm ăn có sự liên kết, bản mệnh cứ nghiêm túc cố gắng, kiên trì với công việc thì vẫn có nhiều thuận lợi, cũng không nên khinh suất chủ quan mà gặp những điều không như ý. Nếu như có dự định kế hoạch đầu tư phát triển làm ăn kinh doanh lớn, thì lời khuyên của chuyên gia là không nên vội vàng. Bên cạnh đó, mệnh chủ cần chú ý về sức khỏe. Ngoài ra tình cảm trong gia đạo không thuận hòa, chủ về hòa khí kém. Xét về địa chi. Người có địa chi Tý gặp năm 2024 địa chi Thìn là quan hệ tam hợp. Trong năm Giáp Thìn người tuổi Nhâm Tý chủ về sự thay đổi, đặc biệt là về tinh thần, bản thân là người sống thiên về tình cảm. Công việc khi ra ngoài nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ quý nhân, do đó hanh thông và thuận lợi hơn. Đây cũng là năm người tuổi Nhâm Tý có những mở mang liên quan tới các liên kết làm ăn. Ngoài ra, về phương diện tình cảm gia đạo, bản mệnh năm nay nhận được tin vui về việc thêm người, thêm của. Xét về ngũ hành. Ngũ hành người tuổi này thuộc hành mộc, gặp ngũ hành của năm Giáp Thìn thuộc hành hỏa là quan hệ sinh xuất. Người tuổi này bản mệnh trong năm có sự hao tổn, sự nghiệp hay kinh doanh, buôn bán đều cần có sự kiên trì thì ắt sẽ thu được kết quả. Xét về cung phi. Người sinh năm này cung phi khảm, ngũ hành thủy, năm Giáp Thìn cung phi chấn, ngũ hành mộc là thiên y. Đây là năm người tuổi này có sức khỏe tốt, ốm đau, bệnh tật đều nhanh chóng khỏi, luôn có sự đổi mới trong công việc và được vận quý nhân hỗ trợ trong công việc. Những biến chuyển của thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ cho thấy, trong năm Giáp Thìn này đối với quý anh tuổi Nhâm Tý thì đây là một năm vô cùng may mắn đối với bản mệnh. Quý anh không gặp phải biến cố gì lớn trong cuộc sống, hơn nữa sự nghiệp cũng như công việc làm ăn tiến triển thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ gặt hái thành công. Có thể nói, đây là thời điểm thu hoạch sau khoảng thời gian dài cố gắng từ những năm tháng trước đó. Sao chiếu mệnh, trong năm Giáp Thìn 2024, tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, nam mạng, gặp sao Thái âm chiếu mệnh. Người được sao Thái âm chiếu, có cơ hội bội thu về tài lộc. Cụ thể, nam giới sẽ được người khác giúp đỡ về tiền bạc, sự nghiệp và nếu đang trong độ tuổi kết hôn thì có thể lập gia đình, sẽ có cuộc sống tốt đẹp, gặp nhiều may mắn. Về kinh doanh buôn bán, cũng được thuận lợi, rất tốt cho ai làm việc liên quan đến bất động sản, sửa chữa. Vận hạn. Trong năm Giáp Thìn 2024, tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, nam mạng, gặp hạn Diêm Vương. Nếu quý anh là người vốn có thể chất bình thường,
không đau ốm thì năm sao Diêm Vương chiếu mệnh lại là năm tốt. Tài lộc có cơ hội phát triển, người độc thân có thể tìm được nửa kia phù hợp, có mối quan hệ tốt đẹp. Người có gia đình thì hôn nhân viên mãn hạnh phúc. Với người đang bị đau ốm, nếu gặp phải hạn Diêm Vương, bạn nên nhận thức rõ mức độ bệnh tật của mình để điều trị kịp thời và khoa học. Tránh tùy tiện dùng thuốc dân gian vì có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới bệnh tình, thậm chí là tử vong. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý anh tuổi Nhâm Tý đang ở giai đoạn 4 của vận trình đời người, ngũ thập nhi chi thiên mệnh. Người từ 50 tuổi trở đi thì biết rõ sứ mệnh của mình, đã nắm vững quy luật tự nhiên và xã hội, biết được xu thế của thời cuộc nên công việc thường thuận lợi và dễ dàng đi đến thành công. Mệnh trời còn gọi là số mệnh, từ 50 tuổi trở đi biết được mệnh trời. Người từ 50 tuổi trở đi đã tới giai đoạn chín muồi trong cuộc đời. Lúc này có rất nhiều việc trong đời dường như đã thành hình. Xét về vận trình sự nghiệp của quý anh tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý anh tuổi Nhâm Tý sẽ gặp được nhiều may mắn trên con đường công danh, sự nghiệp cũng như làm ăn. Mọi việc đã đi vào guồng quay ổn định khiến cho quý anh không cần phải lo lắng quá nhiều, thậm chí có thêm thời gian để mở rộng về quy mô kinh doanh hay mở rộng sang những lĩnh vực mới. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp cũng giúp ích cho quý anh tuổi Nhâm Tý không ít trong khoảng thời gian này. Quý anh được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý, điều quan trọng là phải nhanh chóng và tinh ý để nắm bắt, không nhường cho ai. Nhờ vào kinh nghiệm, trí thông minh quý anh nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao, thậm chí phát hiện ra những phương hướng mới để phát triển bản thân. Công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, có sự mở rộng và tăng tiến, mưu sự dễ thành. Năm này, quý anh tuổi Nhâm Tý đón nhiều vận khí cát lành, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Vừa gặp được cục diện ngũ hành tam hợp hợi mão mùi phù trợ, lại thêm tử vi cát tinh soi chiếu, dẫn đường, chỉ lối, cho nên quý anh tuổi Nhâm Tý cứ thế mà làm ăn thuận lợi. Mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành, bỏ ra bao nhiêu công lao thì nhận về bấy nhiêu thành quả, chứ không còn cảm giác trục trặc, khó khăn cản trở như trước. Trong thời gian này, mọi dự định, kế hoạch đều được tiến hành một cách trơn tru, thuận lợi. Chỉ cần quý anh luôn nỗ lực và biết nắm bắt cơ hội thì sẽ thu được thành quả như ý. Trong năm này, đối với những người làm công ăn lương, công việc suôn sẻ, được tập thể ghi nhận công lao, quý anh luôn thể hiện thái độ nghiêm túc, tận tụy trong công việc. Bằng tài năng thiên bẩm và ý chí vững vàng, mọi nhiệm vụ được giao đều đạt kết quả xuất sắc nhất. Chính vì thế, quý anh vừa nhận được sự kính nể từ đồng nghiệp vừa được cấp trên tin tưởng, giao phó nhiều công việc quan trọng. Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp trong tầm tay, tương lai ngày càng sáng lạn, nửa cuối năm có tín hiệu thăng chức hoặc tăng lương đáng kể. Nếu có ý định thay đổi công việc, bản mệnh chớ ngại ngần mà thử sức. Sự dịch chuyển này không hẳn vì việc cũ phiền hà mà do tư duy đổi mới để phát triển. Với người làm kinh doanh, buôn bán, tự thân vận động, mọi việc diễn tiến tích cực ngoài mong đợi, dưới tác động của Thanh Long và Thiên Phúc. Quý anh có số được quý nhân phù trợ, có thể là bạn cũ gặp lại, mở ra nhiều cơ hội hồn hạp, đầu tư làm ăn mới. Có thể thấy, năm này với quý anh tuổi Nhâm Tý sẽ gặt hái được nhiều thành công. Nhưng quý anh cũng nên nhớ là chớ nên kiêu ngạo, coi thường người khác, khiến cho kẻ tiểu nhân thấy chướng tai, ngứa mắt mà gây hại mình. Quý anh trong năm này cũng cần phải mềm dẻo, khéo léo hơn trong xử lý công việc, đồng thời chú ý mở rộng, cải thiện các mối quan hệ xã giao của mình tốt hơn. Xét về vận trình tài lộc của quý anh tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, trong năm Giáp Thìn 2024. Quý anh tuổi Nhâm Tý bước sang năm Giáp Thìn 2024 cho thấy phương diện tiền bạc có thể coi là một trong những điểm sáng rực rỡ nhất đối với quý anh tuổi Nhâm Tý trong năm Giáp Thìn 2024 này. Vận trình tài lộc được nở rộ, nguồn thu nhập chính tăng tiến không ngừng, tạo tiền đề tốt cho việc đầu tư, mở rộng về quy mô kinh doanh, buôn bán để gia tăng nguồn thu cho mình. Nhờ vào ý chí phấn đấu, khát khao làm giàu mạnh mẽ, quý anh tuổi Nhâm Tý trong năm này sẽ cầu được ước thấy. Thành công vượt bậc trong sự nghiệp sẽ mang đến mức lương khiến nhiều người phải mơ ước, nhờ đó cuộc sống của quý anh tuổi này ngày càng trở nên giàu sang, phú quý. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để quý anh tuổi Nhâm Tý cân nhắc tới vấn đề đa dạng hóa các hạng mục đầu tư, có thể thử sức với các lĩnh vực mới như bất động sản hoặc thị trường về tài chính. Tài lộc của quý anh tuổi Nhâm Tý nhìn chung tiến triển rất tốt, các mối đầu tư trước đó đang dần mang lại những kết quả đáng mừng. Quý anh chỉ cần bỏ công bỏ sức ra làm việc, ắt sẽ thu được những thành quả xứng đáng. Người làm công ăn lương cũng thường xuyên nhận được tiền thưởng nóng hoặc nhờ đóng góp trong công việc mà được thăng chức, tăng lương.
quý anh trở thành tấm gương cho mọi người học tập, là người dẫn đường chỉ lối cho tập thể. Sự tác động của sao Thái âm cát tinh, chủ về danh lộc, hỷ sự, đặc biệt người kinh doanh, buôn bán, làm nghề tự do, có một năm buôn may, bán đắt, tiền bạc thu về không ít, giúp cho túi tiền không ngừng đầy lên, vì thế quý anh nhanh chóng trở nên giàu có, nhờ vào những khoản lợi nhuận kếch xù từ việc buôn bán. Quý anh tuổi Nhâm Tý trong năm này cũng có duyên được quý nhân giúp đỡ về mặt tiền tài, cũng có thể được giới thiệu cho những thời cơ hiếm có, nếu biết nắm bắt thì lợi nhuận đổ về túi nhanh chóng. Đặc biệt, người làm trong ngành bất động sản có cơ hội thắng lớn, nếu biết tận dụng những cơ hội vàng trong khoảng thời gian này để đầu tư sinh lời, thì sẽ bội thu về tiền tài, của cải. Trong năm 2024, tài lộc vẫn có điểm báo hao tổn, phần lớn do chi tiêu cuộc sống hàng ngày, thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Quý anh cũng cần lưu tâm đến cách quản lý tài chính thật chặt chẽ để tránh tình trạng chi tiêu lãng phí. Xét về phương diện tình cảm của quý anh tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn, về phương diện tình cảm, gia đạo của quý anh tuổi Nhâm Tý cũng khá tốt. Thiên hỷ cát tinh chiếu mệnh, báo tin gia đạo có tin vui về hỷ sự, như cưới hỏi, thêm người, thêm của, thêm con, thêm cháu. Tình cảm vợ chồng bạn biết thương yêu, trân trọng và thông cảm cho nhau trong những phương diện của cuộc sống. Nhờ vậy, đôi bên có thể cùng dìu dắt nhau vượt qua khó khăn, chinh phục đỉnh cao. Tình cảm gia đình hài hòa, các thành viên trong gia đình luôn có được sự thấu hiểu, chia sẻ với nhau trong mọi việc. Nhờ thế mà giảm bớt được những hiểu lầm không đáng có, ít xung đột lớn, nếu có cũng dễ dàng giải quyết thỏa đáng. Đối với quý anh đang còn độc thân cũng rất vượng vận về đào hoa, có thể gặp gỡ làm quen được nhiều người khác giới, đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến. Quý anh là người đàn ông của gia đình, luôn yêu thương vợ con, nên gia đình lúc nào cũng rộn ràng niềm vui và tiếng cười. Ở độ tuổi này, quý anh tuổi Nhâm Tý đã biết trân quý hơn người bạn đời đồng cam cộng khổ trong đời mình, biết trân trọng hơn những đứa con đã trưởng thành và những người bạn cũ luôn kề vai sát cánh bấy lâu nay. Tình thân, tình bạn, tình yêu, những điều này dần sẽ trở thành những điều quan trọng trong số những điều được coi trọng đối với quý anh tuổi này. Xét về vận trình sức khỏe của quý anh tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, trong năm Giáp Thìn 2024. Năm 2024, quý anh tuổi Nhâm Tý về vận trình sức khỏe có nhiều gập ghềnh. Quý anh nên quan tâm đến sức khỏe của mình hơn, lúc này đang là giai đoạn mắc nhiều bệnh tật. Đối với những người có tiền sử về bệnh di truyền trong gia đình hoặc có nguy cơ mắc bệnh thì càng phải chú ý hơn đến sức khỏe của mình. Việc cần làm lúc này là thường xuyên thăm khám sức khỏe tổng thể và chăm chỉ ăn kiêng, luyện tập thể dục, thể thao. Đồng thời, sự xuất hiện đồng thời của hai sao Bạch Hổ và Tang Môn trong năm nay sẽ đe dọa đến sự an toàn sức khỏe. Vì vậy, tốt nhất là quý anh nên mang theo bùa bình an bên mình, cẩn thận khi ra ngoài, nhất là khi đi ra ngoài phải đặc biệt chú ý an toàn đi lại, tuân thủ luật lệ giao thông, không lái xe khi mệt mỏi, không lái xe sau khi uống rượu bia. Trong năm này đối với quý anh tuổi Nhâm Tý, đang chịu ràng buộc của hạn Diêm Vương, cho nên quý anh cần đặc biệt lưu ý bệnh cũ dễ tái phát. Nếu để bệnh cũ tái phát thì sẽ có nguy cơ bị biến chứng khá nặng và rất nguy hại tới tính mạng. Quý anh tuổi Nhâm Tý trong năm này nên duy trì một lối sống khoa học, tránh thức khuya dậy sớm hoặc làm việc quá sức khiến cơ thể mệt mỏi. Khi gặp chuyện không như ý muốn, quý anh cũng cần giữ suy nghĩ lạc quan để tinh thần luôn được nhẹ nhõm. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên quý anh tuổi Nhâm Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý anh. Ngày, giờ xuất hành, tuổi Xông Đất tốt cho quý anh tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, trong năm Giáp Thìn 2024. Số của tuổi Nhâm Tý, nam mạng, xuất hành hợp vào, giờ chẵn, ngày lẻ và tháng chẵn. Làm ăn, hùn hạp hay phát triển về sự nghiệp sẽ gặp nhiều may mắn, được suôn sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết, dương lịch, thứ 7, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, tức ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Giờ xuất hành tốt cho quý anh tuổi Nhâm Tý gồm các khung giờ sau. Giờ Mậu Thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Thanh Long. Giờ Kỷ Tỵ, từ 9 giờ đến 11 giờ, thuộc Minh Đường. Giờ Quý Dậu,
từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Hướng xuất hành tốt cho quý anh tuổi Nhâm Tý. Xuất hành theo hướng Đông Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Đông Nam để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết. Dương lịch, chủ nhật, ngày 11 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, tức ngày Ất Tỵ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý anh. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Đông Nam. Ngày mùng 3 Tết. Dương lịch, thứ hai, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, tức ngày Bính Ngọ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày tam nương sát, xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý anh. Xuất hành theo hướng Tây Nam để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Chính Đông để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm, để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi Sông Đất hợp với gia chủ tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, Nam Mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Nhâm Tý. Điều này giúp mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới Sông Đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà bạn nhận được càng nhiều. Tuổi Sông Đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Nhâm Tý, Nam Mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, gồm các tuổi Đinh Sửu, sinh năm 1997, Nam, Nữ Mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can tương sinh, địa chi lục hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh. Đinh Mão, sinh năm 1987, Nam Mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can tương sinh, địa chi lục hình, cung mệnh sinh khí, niên mệnh tương sinh. Bính Thân, sinh năm 2016, Nữ Mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can tương khắc, địa chi tam hợp, cung mệnh sinh khí, niên mệnh tương sinh. Canh Thân, sinh năm 1980, Nữ Mạng, bản mệnh bình hòa, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh sinh khí, niên mệnh tương sinh. Tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, Nam Mạng, trong năm 2024, có Phạm Tam Tai, Hoàng Ốc, Kim Lâu, Thái Tuế Không. Tam Tai năm 2024, quý anh tuổi Nhâm Tý gặp Tam Tai vào các năm Thân, Tý, Thìn. Năm này là năm Thìn, quý anh sẽ phạm Tam Tai năm thứ ba. Hạn Hoàng Ốc năm 2024, quý anh tuổi Nhâm Tý trong năm này không phạm Hoàng Ốc. Tuổi Kim Lâu năm 2024, quý anh tuổi Nhâm Tý trong năm Giáp Thìn 2024 sẽ phạm Kim Lâu, Kim Lâu Xúc. Nếu gia chủ làm nhà thì sẽ gặp ảnh hưởng liên quan tới chăn nuôi, trồng trọt. Thái Tuế năm 2024 không phạm hạn Thái Tuế. Trong năm Giáp Thìn 2024, quý anh tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, cần phải đặc biệt chú ý đến hạn Diêm Vương và sao Thái Âm chiếu mệnh. Sự tác động của hạn Diêm Vương đối với quý anh tuổi Nhâm Tý trong năm 2024. Hạn Diêm Vương có hai đối tượng chịu ảnh hưởng nặng, thứ nhất là phụ nữ đang mang thai, thứ hai là những người bị đau yếu, bệnh tật, nếu không được chữa trị cẩn thận cũng gặp nguy hiểm và rất lâu khỏi bệnh. Đối với những người bình thường khi gặp hạn này thường gặp vận may về tiền bạc, làm ăn rất thuận lợi, có duyên với của cải. Có 4 điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn Diêm Vương đối với quý anh tuổi Nhâm Tý trong năm Giáp Thìn 2024. Thứ nhất, đối với phụ nữ mang thai, chúng ta không đề cập đến. Thứ hai, cách giải hạn Diêm Vương đối với những người bị mắc bệnh. Đặc biệt, không nên chủ quan, lơ là trong vấn đề sức khỏe bệnh tật, e là sẽ có biến nguy hiểm. Đây cũng là một cách giải hạn Diêm Vương rất được xem trọng. Thứ ba, trong những nghiên cứu về cách giải hạn Diêm Vương, đối với những người khỏe mạnh, bình thường nên giữ gìn sức khỏe, tăng cường hoạt động trong các hoạt động kinh tế, sẽ gặp thuận lợi may mắn có thể thu được nhiều tài lộc, của cải. Thứ tư, cách giải hạn Diêm Vương tốt nhất là nên trau dồi phẩm hạnh, đạo đức và làm nhiều việc thiện, việc tốt, tích thêm phúc đức cho mình. Như vậy, hạn Diêm Vương căn cứ vào những đặc điểm kể trên thì đây là một hạn vừa tốt, vừa xấu.
xấu đối với một số nhóm người và cực tốt đối với những người khỏe mạnh bình thường. Tuy là như vậy, nhưng khi nghe tên là Diêm Vương, vị thần cai quản âm giới thì chúng ta vẫn phải cẩn thận, nghe tên này hiện lên những nguy cơ, bất chắc, rất dễ xảy ra. Sự tác động của sao Thái Âm đối với quý anh tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, trong năm 2024. Sao Thái Âm được xem là phước tinh thuộc hành thủy, nên khi gặp sao này, cả nam mạng hay nữ mạng đều gặp may mắn, phước vận, có tài lộc và niềm vui, là sao chiếu mệnh tốt, chủ về danh lợi lưỡng toàn. Sao Thái Âm được quan niệm là chủ về danh lộc và hỷ sự, vì vậy bạn cần biết nắm bắt cơ hội để thực hiện dự định công việc trong năm này để có được kết quả tốt. Người được sao Thái Âm chiếu mạng, nam hay nữ thường có cơ hội bội thu về tài lộc. Cụ thể, nam giới sẽ được người khác giúp đỡ về tiền bạc, sự nghiệp và nếu đang trong độ tuổi kết hôn thì có thể lập gia đình. Sao Thái Âm rất tốt cho ai làm việc liên quan đến bất động sản, sửa chữa, xây nhà cửa. Vì vậy, nếu mệnh chủ có ý định mua bán bất động sản hay xây dựng, sửa chữa nhà thì có thể tranh thủ tiến hành vào thời điểm này. Ngoài ra, người được sao Thái Âm chiếu mệnh sẽ có cuộc sống tốt đẹp, có phúc phần, đi đâu cũng được mọi người giúp đỡ, có quý nhân phù trợ, gặp được nhiều may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng giải hạn sao Thái Âm vào 22 giờ đến 24 giờ ngày 26 âm lịch hàng tháng để cầu được nhiều tài lộc và giảm bớt các vận hạn, hướng về chính tây để làm lễ giải sao. Vận trình từng tháng của tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, nam mạng, trong năm 2024, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2024 đối với tuổi Nhâm Tý, nam mạng. Bước sang tháng đầu tiên của năm Giáp Thìn, tổng thể con đường tài lộc của quý anh tuổi Nhâm Tý tương đối lý tưởng. Trong không khí sôi động và lễ hội mùa xuân, quý anh tuổi Nhâm Tý chắc chắn sẽ có nhiều ánh sáng. Xung quanh bạn là nguồn năng lượng tích cực, khiến bản mệnh làm việc gì cũng thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Trong tháng này công việc của quý anh tuổi Nhâm Tý có chút xáo trộn, quý anh cần phải chú ý điều chỉnh cảm xúc và tìm ra phương pháp làm việc hiệu quả. Ngoài ra, nếu có công việc quan trọng và gặp khó khăn thì quý anh nên tham khảo thêm ý kiến của những người thân, bạn bè xung quanh, không nên tự ý một mình quyết định, bạn bè và người thân vẫn luôn ở bên, sẵn sàng san sẻ, giúp đỡ quý anh. Ngoài ra, trong tháng này tình hình sức khỏe tốt, tình duyên sẽ đến trong thầm lặng. Vận trình tháng 2 âm lịch 2024 đối với tuổi Nhâm Tý, nam mạng. Tháng này, tử vi cho thấy vận trình tài lộc của quý anh tuổi Nhâm Tý khá vượng, dưới sự trợ giúp của ngũ hành tam hợp, thân Tý Thìn, giúp quý anh vẫn duy trì được trạng thái công việc rất tốt, không có nhiều vấn đề phát sinh cần phải giải quyết. Ngoài ra, quý anh tuổi Nhâm Tý có thể nhận được nhiều cơ hội tốt ở nơi làm việc. Đối mặt với khó khăn cũng có thể nhận được sự hỗ trợ của đồng nghiệp, hãy cố gắng mở rộng mối quan hệ xã giao với mọi người xung quanh. Sức khỏe có dấu hiệu suy giảm, quý anh cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh những suy nghĩ tiêu cực. Quý anh nên chú ý điều chỉnh trạng thái cảm xúc của mình, sống lạc quan nhất có thể, đừng đặt nặng vấn đề quá, kẻo lại gây ra nhiều áp lực cho bản thân. Vận trình tháng 3 âm lịch 2024 đối với tuổi Nhâm Tý, nam mạng. Quý anh tuổi Nhâm Tý trong tháng 3 âm lịch này có thể sẽ phải chi tiêu rất nhiều, ngoài những nhu cầu thiết yếu, thức ăn, nhà ở và phương tiện đi lại. Còn có các mối quan hệ xã giao, cũng như chi phí học hành của con cái, cần tìm thêm nguồn thu nhập khác ngoài tiền lương công ty. Bị ảnh hưởng bởi thiên khốc, địa tang, làm cho một số người sẽ nhận được tin trong họ hàng có tang tóc hoặc tin xấu xung quanh mình, kết quả là bản thân luôn bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực. Tinh thần suy sụp và thiếu ý chí chiến đấu, tài lộc cũng vì thế mà sa sút. Quý anh tuổi Nhâm Tý nên chú ý điều chỉnh tâm lý trong tháng này, đừng buồn phiền quá lâu, nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến bản thân do năng lượng tiêu cực quá lớn. Vận trình tháng 4 âm lịch 2024 đối với tuổi Nhâm Tý, nam mạng. Vào tháng 4 âm lịch, quý anh tuổi Nhâm Tý có tài lộc bình thường trong tháng này, công việc phát triển đều đều, không có nhiều biến cố phát sinh. Vận trình tình cảm phát triển khá tốt. Với sự trợ giúp của các tinh thiên hỷ, các quý anh tuổi Nhâm Tý không phải vất vả nhiều, mà thường có nhiều thời gian nhàn rỗi để dành thời gian cho gia đình hoặc bạn đồng hành. Quý anh thường tự biết cách chăm sóc gia đình của mình. Ngoài ra, trong tháng này quý anh tuổi Nhâm Tý sẽ có số đào hoa vượng, nhưng quý anh không nên duy trì mối quan hệ mập mờ với nhiều phụ nữ, nếu không sẽ rơi vào tranh chấp tình cảm. Vận trình tháng 5 âm lịch 2024 đối với tuổi Nhâm Tý, nam mạng. Về phương diện sự nghiệp của quý anh tuổi Nhâm Tý trong tháng này có phần sa sút.
bị ảnh hưởng của các hung tinh, một số người làm văn phòng tháng này làm việc không tốt lắm, làm việc gì cũng yếu kém, sa sút. Điều này khiến công việc gặp trở ngại, cản trở sự nghiệp. Quý anh tuổi Nhâm Tý có thể vướng phải một số chuyện thị phi trong tháng này. Cần giữ thái độ bình tĩnh, tránh xa những cuộc tranh cãi không cần thiết. Vì vậy, quý anh tuổi Nhâm Tý nên kịp thời điều chỉnh tâm lý, cố gắng tích cực. Nếu gặp vấn đề chưa hiểu thì bản mệnh có thể tham khảo ý kiến của một số người có kinh nghiệm để được giúp đỡ. Vận trình tháng 6 âm lịch 2024 đối với tuổi Nhâm Tý, nam mạng. Với quý anh tuổi Nhâm Tý trong tháng này sẽ gặp nhiều áp lực từ công việc hoặc áp lực từ việc thăng chức. Quý anh cần tham khảo những ý kiến của những người có nhiều kinh nghiệm, cũng cần đọc nhiều sách để tham khảo và cố gắng thoát ra khỏi giai đoạn hoang mang này. Tình hình sức khỏe của quý anh tuổi Nhâm Tý bị sao hung tinh quấy phá, phá hoại, quý anh có thể bị ốm bệnh hay bệnh cũ tái phát, cơ thể mệt mỏi do bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thời tiết. Tháng này là tháng Tý Mùi tương xung, tháng xung của tuổi bổn mạng, cho nên quý anh tuổi Nhâm Tý cần phải đặc biệt chú ý tới vấn đề sức khỏe, an toàn cho bản thân mình. Sự tác động của tử phù rất mạnh, quý anh tuổi Nhâm Tý trong tháng này cần phải chuẩn bị tinh thần cho mọi nguy hiểm, đồng thời cố gắng tránh ra ngoài vào dịp đặc biệt này kẻo bản thân gặp xui xẻo. Vận trình tháng 7 âm lịch 2024 đối với tuổi Nhâm Tý, nam mạng. Bước sang tháng 7 âm lịch, dù là tháng cô hồn, nhưng quý anh tuổi Nhâm Tý lại có được những mối quan hệ phát triển khá lạc quan. Với sự giúp đỡ của các tinh giúp cho vận trình của quý anh gặp nhiều thuận lợi, tiền bạc dư giả, có thể đầu tư sinh lời. Trong tháng này, quý anh tuổi Nhâm Tý gặp được tháng có ngũ hành tam hợp, Thân Tý Thìn trợ mệnh, sẽ giúp cho quý anh có cơ hội mở rộng mối quan hệ xã hội. Quý anh có thể hợp tác với những đối tác, khách hàng đáng tin cậy để thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh của mình, mở đường cho nhiều hướng hợp tác làm ăn mới, hứa hẹn sẽ rất phát triển trong tương lai. Vận trình tháng 8 âm lịch 2024 đối với tuổi Nhâm Tý, nam mạng. Đối với quý anh tuổi Nhâm Tý bước sang tháng 8 âm lịch, vận trình sự nghiệp tương đối thuận lợi. Đây là lúc quý anh thể hiện năng lực và nâng cao uy tín của mình. Có thể đạt được những bước đột phá lớn trong công việc, trước những thay đổi đột ngột của cuộc sống, quý anh phải có khả năng thích ứng kịp thời. Quý anh cần phải biết nắm bắt thời cơ và phấn đấu để đạt được thành tích tốt hơn trong tháng này, để có thể tạo điều kiện bứt phá hơn nữa trong sự nghiệp. Về vận trình tài lộc cũng tương đối tốt, thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng, giúp cho quý anh thoải mái và yên tâm hơn với cuộc sống của mình. Tuy nhiên, tháng này không thích hợp cho việc cưới hỏi hay biến cố lớn về mua nhà, mua xe, nếu không có thể xảy ra những điều không may mắn. Vận trình tháng 9 âm lịch 2024 đối với tuổi Nhâm Tý, nam mạng. Vận trình sự nghiệp của các quý anh tuổi Nhâm Tý trong tháng 9 âm lịch này lại không tốt lắm. Một số chuyện không vui có thể xảy đến nhưng bản mệnh vẫn nên giữ thái độ lạc quan và tích cực. Trong gia đình, dễ xảy ra xung đột với người thân hoặc con cái, điều này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ máu mủ, không khí gia đình sẽ trở nên rất căng thẳng. Sức khỏe cũng không tốt, bệnh cũ dễ tái phát. Thông thường, quý anh nên tăng cường cơ thể và tập thể dục, không nên ngồi hay nằm một chỗ lại ảnh hưởng tới sức khỏe. Tuy nhiên, tài lộc tháng này vẫn khá tốt. Vận trình tháng 10 âm lịch 2024 đối với tuổi Nhâm Tý, nam mạng. Tử vi cho thấy, với các quý anh tuổi Nhâm Tý trong tháng này, có vận trình tài lộc về tổng thể ở mức trung bình. Trong tháng 10, vận thế của hầu hết người tuổi này về cơ bản ít có biến động lớn hay là bị tác động của các yếu tố bên ngoài gây phiền nhiễu. Tháng Thái Tuế Án Ngữ, tài lộc có phần ổn định, nhưng nếu không chăm chỉ làm việc thì tài lộc có thể sẽ rơi vào tình trạng dậm chân tại chỗ. Vận trình tháng 11 âm lịch 2024 đối với tuổi Nhâm Tý, nam mạng. Bước sang tháng 11 âm lịch, vận trình tài lộc của quý anh tuổi Nhâm Tý được cải thiện đáng kể. Với sự giúp đỡ và hỗ trợ của các tinh, thần tài gõ cửa, giúp cho quý anh thu được lợi nhuận trong việc kinh doanh, buôn bán hay là đầu tư về tài chính. Tuy nhiên, trong tháng này quý anh tuổi Nhâm Tý có thể xảy ra một số tai nạn ngoài ý muốn, tai nạn về xe cộ, sự cố xảy ra do sử dụng các vật sắc nhọn thường ngày như dao, kéo, đồ vật bằng kim loại. Vì vậy, khuyến cáo những người tuổi Nhâm Tý nên cẩn thận trong sử dụng các vận dụng hàng ngày và tham gia giao thông để tránh làm tổn hại đến thân thể. Vận trình tháng 12 âm lịch 2024 đối với tuổi Nhâm Tý, nam mạng. Bước sang tháng 12 âm lịch cho thấy, vận trình tài lộc của quý anh tuổi Nhâm Tý có phần khởi sắc rõ rệt. Với sự trợ giúp của sao Thái âm cát tinh, giúp cho quý anh có được tiền bạc rủng rỉnh. Về phương diện đầu tư tài chính thì bản mệnh được sự chỉ dẫn của người có tri thức đi trước.
Đồng thời quý anh tuổi Nhâm Tý có công việc diễn ra thuận lợi, cho nên việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Do đó, quý anh có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận, tiền bạc ở tại thời điểm này. Không những vậy, những người kinh doanh, buôn bán cũng gặp nhiều thuận lợi, lợi nhuận cũng thăng lên gấp nhiều lần so với trước đây. Về cơ bản, quý anh không cần phải lo lắng hay bận tâm về vấn đề tiền bạc nhiều. Ngoài ra, quý anh cũng nên có kế hoạch trong việc chi tiêu phù hợp để hạn chế tình trạng mua sắm vung tay quá chán, làm tao tán về tiền bạc không đáng. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.